Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cô gái bán bia qua đêm trong phòng sơ trụ trì. Sự việc xảy ra vào tối 24 tháng 7, người dân địa phương phát hiện cô gái tiếp viên của một hãng bia đi vào chùa An Mô, thôn An Mô, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Cô gái này đi thẳng vào phòng ngủ của Đại Đức Thích Nguyện Đạo, thế danh Võ Trần Ngọc Tấn, 30 tuổi, nguyên quán thôn Võ Thuận, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, trụ trì nhà chùa. Nghi ngờ giữa vị sư trụ trì và người phụ nữ trẻ có mối quan hệ không bình thường, người dân đã tập trung đến chùa, yêu cầu nhà sư mở cửa phòng để kiểm tra. Tuy nhiên đáp lại, Đại Đức Thích Nguyên Đạo khẳng định không hề có cô gái nào trong chùa. Nhà sư này tắt điện, đóng hết cửa, yêu cầu người dân ra về để sáng mai thầy tụng kinh sớm. Nhận được thông tin có sự việc xôn xao, gây ồn ào vào ban đêm, nên công an địa phương phải có mặt tại chùa để đảm bảo an ninh trật tự. Đối với người dân, chùa là nơi thờ Phật, là chốn linh thiêng, nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đạo Phật của cả làng, cả xã, nên không được phép làm những điều tùy tiện, bậy bạ. Vì nghi ngờ và bức xúc, sáng sớm hôm sau, hàng trăm người dân đã tập trung tới chùa. Các ngành chức năng địa phương có mặt cùng sự chứng kiến của đại diện Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị. Lúc này người phụ nữ trẻ mới ra trình diện và được đưa về trụ sở cơ quan công an trước vòng vây của người dân. Tại cơ quan công an, cô gái khai tìm đến chùa sau đó nói mệt nên xin ở lại. Cả cô gái và nhà sư cũng đã khai nhận có nằm trên giường nắm tay nhau. Được một lúc thì bị người dân phát hiện và gọi cửa nên cô gái phải trốn. Đại Đức Thích Nguyện Đạo cũng cho biết mới chỉ nắm tay chứ không ôm ấp gì. Thầy tu lấy mạng người tình, vùi xuống đất trong chùa. Vốn là một thầy tu nhưng Kim Sophia, sinh năm 1989, ngụ tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, lại để bản thân vướng vào chuyện ái tình nam nữ. Để rồi thầy tu này phải mang trên mình bản án tù chung thân về tội sát hại người và cướp tài sản. Kim Sophia quen biết với nạn nhân là một cô gái tên Ngân. Khi Ngân đang theo học lớp bổ túc văn hóa tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Trà Vinh, mối tình giữa thầy tu và cô gái kéo dài được vài tháng thì Phia có ý định dừng lại. Mục đích là do Phia muốn chuyên tâm vào việc tu hành, không muốn chuyện tư tình cá nhân ảnh hưởng đến việc tĩnh tu và rèn luyện bản thân. Nhưng thực chất là trong thời gian qua lại với Phia thì cô gái tên Ngân đã chót mang trong mình cốt nhục của người tình. Trái lại, Phia lại tỏ ra lạnh nhạt với Ngân nên cô gái nghi ngờ Phia có mới nới cũ. Vì vậy, khi thấy Phia có ý định trốn tránh trách nhiệm, cô gái nhiều lần tìm lên chùa để gặp người yêu nhằm làm rõ trắng đen. Trong một lần cô gái vào chùa nói chuyện với người yêu, giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong cơn cuồng nộ, Phia đã dùng tay ghì chặt người yêu cho đến khi cô gái tắt thở mới thôi. Sau khi gây án, phát hiện Ngân đã tắt thở, Phia vô cùng hoảng hốt nên đã tìm cách chôn vùi thi hài Ngân và cái thai trong bụng nạn nhân ngay tại trong ngôi chùa. Để xóa dấu vết hòng lấp liếm cho hành động phạm tội của mình, Kim Sophia đã lấy điện thoại di động, túi sách và xe máy của nạn nhân mang xuống phòng trọ của một người bạn gái tại xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh để cất giấu. Tiền trong túi sách của nạn nhân Phia dùng tiêu xài, còn xe máy thì tìm nơi tiêu thụ nhưng chưa bán được. Đến ngày 17 tháng 10, Phia đã đến cơ quan công an để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hung thủ là người bạn trai, đồng thời là một nhà sư chuyên tu 8 năm qua. Mối tình ngang trái giữa thầy tu và cô gái cuồng yêu đã kết thúc trong đau đớn, với những dòng nước mắt đã cạn của người thân, gia đình, nạn nhân cũng như của chính bản thân, gia đình hung thủ. Sư thầy đưa con gái nuôi vào nhà nghỉ, khiến thiếu nữ 16 mang bầu. Phạm Viết Ti, 36 tuổi, trú tại xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, xuất gia tại chùa Phổ Quang, tỉnh Quảng Nam. Sau vài năm thì Ti bỏ lại chùa vào Đồng Nai, được thầy Thích Hạnh Tâm, trụ trì chùa Liên Hoa ở xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nhận làm đệ tử, mang pháp danh là Thích Nhuận Tiến. Vì mắc nhiều sai phạm trong giới luật, Phạm Viết Ti bị Giáo hội Phật giáo Đồng Nai tước tăng tịch và khai trừ ra khỏi hội. Song Ti lại giấu kín chuyện này, vẫn đứng giảng đạo pháp, xưng thầy với các Phật tử,
và gọi những Phật tử lớn tuổi bằng con. Hồi tháng 8, Ti đã giở trò đồi bại khi lừa gạt thiếu nữ đồng thời là con gái nuôi tên Lê Thị Ánh Hường, 16 tuổi, ngụ tại ấp 3, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Ti đã đưa con gái nuôi vào nhà nghỉ, sau đó ép buộc quan hệ, khiến Hường có thai, rồi buộc Hường phá thai khi thiếu nữ này mới vừa 16 tuổi. Chưa dừng lại ở đó, Ti còn dọa nạt ép buộc Hường phải quan hệ với mình thêm nhiều lần khác. Quá sức chịu đựng, thiếu nữ này đã tố cáo hành vi đồi bại của Ti với chị gái và mẹ mình. Vào tháng 10 năm 2012, Phạm Viết Ti bị cơ quan công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai bắt giữ và điều tra. Tại cơ quan công an, Ti không thành khẩn khai báo, nhưng cơ quan cảnh sát điều tra đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi. Ti đã phải cúi đầu nhận tội trước cơ quan pháp luật. Sư chủ trì treo hình thiếu nữ mát mẻ trong phòng tắm. Nhà sư Thích Minh Phượng, trụ trì chùa Chân Long ở xã Tràng Sơn, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Sư thầy này có một loạt hành động gây bức xúc trong nhân dân như tự đúc tượng mình để thờ, chửi bới, xô xát và ra đòn với phụ nữ. Tất cả những hành động này của nhà sư bị chính những Phật tử tố cáo. Cụ thể, sư Thích Minh Phượng đã tự ý đưa tượng mới vào chùa, đưa tượng cổ ra khỏi chùa, xây dựng các hạng mục nhà vệ sinh sát bên cạnh tòa tiền đường, chặt cây cổ thụ để xây gara ô tô cạnh cổng phụ. Trước đó, đầu tháng 11 năm 2013, người dân xung quanh chùa Chân Long thuộc xã Tràng Sơn đã phẫn nộ trước cách sống trụy lạc và tự ý đúc tượng mới đưa vào chùa thay thế hàng loạt tượng cổ của sư Thích Minh Phượng. Theo thông tin mà chính quyền địa phương phản ánh, sư Phượng còn tự ý thay đổi gần 30 pho tượng cổ có niên đại lâu năm trong chùa, đem đi đâu không rõ. Không những thế, sư Phượng còn treo cả hình ảnh người phụ nữ ăn mặc hở hang trong nhà tắm ngay trong chùa. Trong phòng khách, sư Phượng còn sắm bộ bàn ghế bằng gỗ có giá 150 triệu đồng. Tại phòng riêng của sư Phượng còn đầy rẫy những vỏ chai bia. Trước sự bức xúc phản ánh của nhân dân về những hành động của sư Phượng, sáng 8 tháng 12 năm 2015, Ủy ban Nhân dân xã Tràng Sơn, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi đối thoại giữa nhân dân, chính quyền với nhà sư này về những sai phạm của ông trong việc quản lý di tích được xếp hạng quốc gia. Đây là buổi đối thoại do chính nhà sư trụ trì Thích Minh Phượng yêu cầu. Tuy nhiên, ngay khi buổi đối thoại chuẩn bị bắt đầu, gần 8 giờ sáng, nhà sư trụ trì Thích Minh Phượng đã bỏ đi mà không báo cho ban tổ chức cũng như nhân dân địa phương biết rõ lý do tại sao. Về phía người dân, đại diện 7 thôn của xã Tràng Sơn cũng đã được Ủy ban Nhân dân xã mời tới dự. Tuy nhiên, tất cả đều ra về có phần bức xúc hành động thiếu tôn trọng của nhà sư Thích Minh Phượng khi ông bỏ đi mà không thông báo. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.